Hôm nay có một vấn đề mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là các quy tắc khi mà chúng ta hẹn phỏng vấn. Vậy thì những quy tắc nào để cho chúng ta hẹn phỏng vấn được hiệu quả thì ở phần này sẽ được nói đến. Nếu một chuyên viên tuyển dụng mà gọi cho bạn luôn thì bạn nên làm những điều như sau. Là nói chung là bạn đã đáp ứng một số tiêu chuẩn cơ bản của họ rồi, thì đừng hỏi tại sao họ biết tên bạn, và sau này họ còn sẽ nhiều dịp khác để hỏi câu hỏi đó nữa. Thế nên bạn không cần phải nói là mình họ tên là gì, ở đâu vân vân, và chỉ gọi điện thoại khi bạn biết chắc mình có thể đàng hoàng trả lời cuộc gọi, mà không cần phải lấn lét sợ sệt khi ai đó nghe thấy. Nếu bạn không thể trao đổi một cách thoải mái, hãy hỏi số điện thoại của người gọi và khoảng thời gian thích hợp bạn có thể gọi lại. Bỏ lỡ cái cuộc gọi cũng là một cách rất hay, thì bạn sẽ có cơ hội để kiểm tra thông tin về công ty của chuyên viên tuyển dụng và cách tính hợp lý của cuộc gọi. Hãy xem trang web của công ty tuyển dụng để biết họ có thường tuyển dụng các ứng viên như bạn hay không. Nếu trang web của họ không tồn tại thì đó là một trong những dấu hiệu cảnh báo bạn cần chú ý. Nếu công ty tuyển dụng đó sử dụng địa chỉ email của các nhà cung cấp dịch vụ mạng như Yahoo, Hotmail, Gmail thì bạn lại càng phải cẩn thận hơn. Đó là một mánh khóe của chính công ty bạn đang làm. Họ muốn dò tìm các nhân viên có ý định nhảy việc nhằm để chuẩn bị cho một đợt sa thải mới, sa thải sắp tới, đúng không? Nếu họ gửi email đến địa chỉ email chính thức của công ty thì bạn nên trả lời rằng bạn không quan tâm đến việc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới. Bạn biết đấy, thì công ty nó có thể kiểm tra nội dung email của bạn một cách hợp pháp. Sau đó hãy gửi cho công ty tuyển dụng email khác từ địa chỉ email cá nhân của bạn, và hãy hỏi chuyên viên tuyển dụng ba câu hỏi dưới đây nhằm để xác định trật tự như sau. Câu hỏi thứ nhất: công ty của anh chị đã từng giới thiệu thành công ứng viên nào cho khách hàng này chưa? Thì điều bạn nên hiểu rằng đây là chi tiết khám lưu ý để xác định liệu công ty tuyển dụng này có khả năng đại diện cho bạn, cũng như sắp xếp thành công một cuộc phỏng vấn cho bạn hay không. Bạn cũng nên hiểu rằng ngay cả khi bạn được mời phỏng vấn là do bạn tự cố gắng trong suốt thời gian đó, thì doanh nghiệp vẫn phải trả phí cho công ty tuyển dụng, đúng không? Nhưng mà không cả, bạn nói tôi thậm chí còn không biết đến đó là doanh nghiệp nào, quá trễ, đúng không? Bạn không thể thoát khỏi cái tình huống rắc rối này, vì bạn phải tìm hiểu mọi thông tin trước khi quyết định hồ sơ chuyển hồ sơ cho công ty tuyển dụng, đúng không? Vậy thì câu hỏi thứ hai chính là gì? Câu hỏi thứ hai là công ty của anh chị có đơn vị độc quyền tìm người cho vị trí này không? Điều bạn cần nên bảo mật đó chính là nếu công ty tuyển dụng giành được một thỏa thuận độc quyền thì đây sẽ là công ty duy nhất tìm người cho dự án tuyển dụng này. Nếu họ không có thỏa thuận độc quyền thì họ đang phải cạnh tranh với các công ty tuyển dụng khác, thậm chí với cả các nhân viên tuyển dụng của khách hàng mà họ đang phục vụ. Vậy thì liệu tôi có thể xem cái bảng mô tả công việc được không? Điều bạn nên hiểu là nếu công ty tuyển dụng chưa gặp hoặc là chưa bàn về bảng mô tả công việc với khách hàng, tức là công ty nơi bạn có thể làm việc, thì không hay một chút nào cả, nhưng cũng chưa hẳn là không có cách giải quyết đâu. Hãy yêu cầu họ lấy cho bạn cái bảng mô tả công việc, sau đó đọc thật kỹ và đặt cho chuyên viên tuyển dụng càng nhiều câu hỏi càng tốt. Cuối cùng hãy quyết định liệu có nên theo đuổi cơ hội này hay không. Trong trường hợp mà công ty tuyển dụng từ chối yêu cầu của bạn, dù chuyện này hiếm khi xảy ra đó, tôi biết mà, thì tôi khuyên bạn nên chấm dứt ngay cuộc đối thoại đó. Vì thực chất công ty tuyển dụng này chỉ muốn thu thập hồ sơ ứng viên để bổ sung vào dữ liệu của họ, cũng có thể họ phát triển kinh doanh và muốn có trong tay vài bộ hồ sơ mới để ra mắt khách hàng tiềm năng. Các câu hỏi thường gặp và cách thức chúng ta có thể trả lời như sau. Ví dụ như họ có thể hỏi như thế này: chuyên viên tuyển dụng,
chỉ có một cái bảng mô tả công việc rất sơ sài. Tôi phải làm gì trong trường hợp này? Đáp thì bạn còn phải nhanh chóng tìm hiểu các thông tin liên quan. Các doanh nghiệp đều mong đợi bạn sẽ suy nghĩ và cân nhắc một cách thận trọng trước khi họ gặp và trao đổi với bạn, xem là liệu bạn có phù hợp với những yêu cầu tuyển dụng của họ không, dù chuyên viên tuyển dụng có cung cấp thông tin cho bạn hay không, thì bạn nên tự mình tìm hiểu việc đó. Hãy tập trung nghiên cứu năm đối thủ chính khiến doanh nghiệp đó phải lo lắng về thị trường. Bạn có thể bắt đầu từ danh mục sản phẩm hoặc là dịch vụ mới của công ty đối thủ, sau đó liên hệ với những mối quen biết của bạn để dò hỏi thêm thông tin. Bạn còn có thể lợi dụng chức năng đặt câu hỏi trên LinkedIn để thu thập tin tức liên quan. Đây cũng là cách nhanh nhất để giúp các bạn thăm dò ý kiến của 29 triệu người. Yếu tố thứ hai là có người hỏi như thế này: tôi đã phỏng vấn xong nhưng chuyên viên tuyển dụng không gọi điện lại cho tôi. Thì đáp là bạn cần phải, cái trước tiên là bạn cần nên thỏa thuận với chuyên viên tuyển dụng là sẽ gọi điện cho bạn ngay sau khi buổi phỏng vấn kết thúc. Bạn đã nói với họ chưa, đúng không? Hay sau khi buổi phỏng vấn thì bạn tranh thủ thư giãn và ăn trưa, lúc này thời gian giữ vai trò thêm tốt. Tuy nhiên bạn có thể gọi và để lại một lời nhắn lạc quan cho chuyên viên tuyển dụng. Bạn đừng kể cho họ nghe những lo lắng của bạn, mà hãy là để dành cái chủ đề này cho đến khi bạn gặp trực tiếp chuyên viên tuyển dụng nó. Như thế chuyên viên tuyển dụng sẽ không có ấn tượng sai về bạn. Nếu mà chuyên viên tuyển dụng không gọi ngay cho bạn thì có thể họ đang bận rộn, cũng có thể họ đang thảo luận với khách hàng về nội dung của phỏng vấn. Mặc dù chuyên viên tuyển dụng thường muốn trao đổi trước với ứng viên, nhưng không phải khi nào cũng vậy. Và hãy kiên nhẫn, nếu sau 5 ngày mà vẫn chưa thấy chuyên viên tuyển dụng gọi lại cho bạn thì bạn có thể chủ động gọi cho họ. Đừng bao giờ gọi trực tiếp cho doanh nghiệp. Có một câu hỏi mà nhiều người đi xin việc rất hỏi là: tôi có nên viết lại hồ sơ dành riêng cho công ty này không? Bạn có biết những hồ sơ bạn gửi trước đây đã hoàn thành sứ mệnh của nó và các chuyên viên tuyển dụng đã gọi cho bạn. Việc bạn thay đổi một số chi tiết trong cái cấu trúc hồ sơ ấy sẽ khiến cho các nhà tuyển dụng có cái nhìn thiện cảm với bạn. Bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên viên tuyển dụng, họ xem thì liệu họ có mẫu nào phù hợp để bạn dựa theo đó để chỉnh sửa cái hồ sơ của mình hay không. Hãy hỏi các chuyên viên tuyển dụng về kỹ năng cũng như kinh nghiệm của bạn, xem cần phải nhấn mạnh như thế nào để thu hút sự chú ý của doanh nghiệp. Có câu hỏi phụ như thế này: tôi cần phải chuẩn bị những gì trước khi gặp nhà tuyển dụng? Thì tôi đáp như thế này nhé: nếu chuyên viên tuyển dụng đi cùng với bạn, anh ta sẽ giới thiệu thông tin sơ lược về kinh nghiệm và kỹ năng của bạn với doanh nghiệp. Trong trường hợp bạn đến một mình, bạn hãy chủ động mở đầu cái cuộc trao đổi bằng cách nói cho doanh nghiệp những gì bạn biết về yêu cầu và trách nhiệm cũng như vị trí họ đang tuyển. Đồng thời bạn phải hỏi doanh nghiệp liệu những thông tin bạn biết có chính xác hay không, có gì thay đổi so với lần trao đổi gần nhất giữa doanh nghiệp và chuyên viên tuyển dụng hay không. Đây là cơ hội để hai bên tìm hiểu lẫn nhau. Nếu bạn bỏ qua bước này thì có khả năng là nội dung câu trả lời của bạn sẽ không còn phù hợp. Khi doanh nghiệp đặt câu hỏi, sự chủ động của bạn sẽ giúp cho thay đổi không khí của buổi phỏng vấn và trở thành một cuộc thảo luận dễ chịu. Cả bạn và doanh nghiệp sẽ cảm thấy thoải mái hơn, và đó là dấu hiệu cho thấy buổi phỏng vấn của bạn sẽ diễn ra suôn sẻ. Và còn rất nhiều các câu hỏi khác. Tuy nhiên, ở đây có một câu hỏi đáng lưu tâm là chuyên viên tiêu chuẩn nói tôi là ứng viên tiêu chuẩn, điều đó có tốt hay không? Thì điều này còn tùy tình huống của các bạn, không phải tình huống nào cũng tốt đâu. Thông thường nếu bạn là ứng viên đầu tiên tham gia phỏng vấn, bạn sẽ là người đặt tiêu chuẩn cho các ứng viên đến sau. Nếu chuyên viên tuyển dụng chưa hề làm việc với doanh nghiệp mà lại cùng tham gia buổi phỏng vấn với bạn ấy, thì bạn chỉ là con tốt trong cái lớp cờ chuyên viên tuyển dụng mà thôi. Sau cái buổi phỏng vấn bạn xong thì chuyên viên tuyển dụng và doanh nghiệp
sẽ cùng ngồi lại để bàn bạc về những điểm mạnh, điểm yếu của bạn, từ đó xây dựng các tiêu chuẩn để tìm kiếm các ứng viên phù hợp. Đây cũng là lúc mới các ứng viên tuyển dụng bắt đầu cuộc tìm kiếm thực sự. Tuy nhiên, tên bạn nó đứng trong danh sách các ứng viên mà doanh nghiệp đang cân nhắc và lựa chọn. Trong trường hợp chuyên viên tuyển dụng đã làm việc với doanh nghiệp, thì bạn có thể vui mừng với câu nhận xét trên kia, bởi khi đó bạn là con át chủ bài của chuyên viên tuyển dụng. Nói cách khác, cơ hội thành công của bạn là 90%. Và ở cái phần tiếp theo là cái ngành kinh tế tuyển dụng thì quy luật thứ ba của nó thì mình sẽ nói ở trong cái phần sau, và phần này chúng ta là kết thúc.